Tarot và video ngày hôm nay là video thứ hai. Video này là video thứ hai trong ngày hôm nay. Thì chúng ta có một cái chủ đề ngắn ở đây, đó chính là mọi người yêu thích hoặc sợ hãi điều gì ở bạn nha. Có thể là cái điều, có thể là trong tụ bài này sẽ cung cấp cái điều mà mọi người yêu thích bạn, cũng có thể sẽ cung cấp điều sợ hãi, hoặc chính cái điều sợ hãi, chính cái điều mà họ yêu thích lại là cái điều mà họ sợ hãi ở bạn. Thì chúng ta vừa chúng ta có 3 tụ bài ở đây nhá. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất, để xem là mọi người á yêu thích hoặc là sợ hãi điều gì ở bạn nha. Và nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nhá. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 ạ. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Vừa mới vào bài một cái, vừa vào thân bài một cái, vào gặp ngay cái tụ bài này là mình đã thấy rắc rối rồi đây. Rồi, với câu hỏi đó là mọi người yêu thích hoặc sợ hãi điều gì ở bạn, thì mình thấy rằng là cái sự yêu thích và sợ hãi này nó giống như là nó cùng là một thứ thôi. Tức là có người sẽ sợ hãi điều này ở bạn, nhưng cũng có, sẽ có người yêu thích cái điều này ở bạn. Đầu tiên ý, phải nói về những lá bài Tarot trước. Thì các bạn ở đây có 3 lá bài, đều là lá bài số 6 nha. Đó, thứ nhất ý, bản thân bạn mình thấy có thể bạn là một người tương đối bình tĩnh trong cuộc sống, cân bằng ở trong cuộc sống về mọi thứ. Tức là kể cả bạn có gặp vấn đề gì đi chăng nữa thì bạn cũng rất là dễ cân bằng lại, trở lại thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, số 6 liên quan đến tình yêu, liên quan đến gia đình. Và các bạn ở đây còn có lá The Lover ở đây nữa. Thì mình thấy rằng là bản thân bạn có thể là một trap girl, một trap boy, hoặc bạn là người dễ yêu, cũng dễ hết yêu. Đó, kiểu như thế đó. Thì thứ nhất ý, bản thân bạn trong mắt của người khác ý, là mọi người đã luôn cảm thấy bị thu hút bởi bạn rồi. Họ rất là thích bạn, họ rất là muốn đến chiều chuộng bạn, muốn có được bạn, thậm chí có rất là nhiều người muốn lấy bạn làm chồng làm vợ, kiểu như thế, bởi vì họ cảm nhận được cái nguồn năng lượng của tình yêu thương luôn tràn ngập bên trong bạn. Mình không biết là trong cái chỉ số thần số học của các bạn ý, có cái chỉ số quan trọng nào của các bạn là số 6 hay không, không nhất thiết là phải đường đời nha, hoặc là trong tên của bạn có nhiều số 6 chẳng hạn, hoặc là đại loại là có một con số tính cách, con số thái độ, hoặc là một cái con số vận mệnh, con số linh hồn hay con số gì đấy của các bạn có liên quan đến số 6 hay không nha. Thì phải xem lại cái điều này, bởi vì nó có một ảnh hưởng rất là lớn đến cái nguồn năng lượng bên trong cuộc sống của các bạn, bên trong bản thân của các bạn ở đây đấy. Cho nên ý, mình thấy rằng là bản thân bạn so với người khác sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Tức là bạn có nhiều lựa chọn trong chuyện tình cảm ấy. Thì thứ nhất là mọi người thích cái vẻ quyến rũ của bạn, cảm nhận được cái nguồn năng lượng từ bạn, và họ muốn đến với bạn, muốn tiếp xúc với bạn, muốn có được bạn, và cảm thấy bạn là cái người mà xứng đáng để mà kiểu giống như là để yêu thương ấy, để yêu thương, để bao bọc, để che chở, để bảo vệ. Thế nhưng chính điều này nó lại là một cái điều mà người ta, một số người họ cũng sợ bạn. Có thể là những cái người cùng phái với bạn ấy, họ cảm nhận được cái điều này, họ biết được cái tính cách này, hay là biết được cái sự hấp dẫn này của các bạn ấy. Và họ, cho nên là họ hiểu được là bạn nguy hiểm như nào, cho nên có những người họ cũng cảm thấy khá là sợ bạn. Hoặc cũng có những người mà họ cao tay một chút ý, họ cảm nhận được cái nguồn năng lượng này từ bạn, cảm nhận được cái con người của bạn ấy, thì họ cũng cảm thấy sợ, bởi vì là nếu như mà đến với bạn ấy thì nếu như mà đến với bạn ấy thì mình thấy rằng là kiểu họ sẽ phải đấu tranh với rất là nhiều những cái người khác và với những cái cám dỗ khác đó đến với cuộc sống của các bạn ở đây. Đó, thì mình thì mình thấy rằng là có thể là thời điểm hiện tại ý, bản thân bạn cũng có khá là nhiều những cái lựa chọn trong cái chuyện tình cảm ở đây, cho nên là một số người họ sẽ cảm thấy hơi khó tin ở bạn, tức là khó tin tưởng vào bạn. Có thể là khi mà bạn yêu ai đó ý, thì bạn rất là trung thủy nha. Đó, thế nhưng một khi bạn đã hết yêu một cái người nào đấy rồi ý, thì bạn hết yêu thôi. Đó, kiểu như thế. Và nếu như mà một cái người nào đấy họ yêu bạn ý, thì họ sợ cái việc đấy chính là khi mà họ đang yêu bạn lại có một cái người khác nhảy vào đó, và cái điều họ sợ ấy đấy chính là bạn không đủ cái vững tâm ấy để có thể chung thủy với họ đấy, kiểu như thế. Thế nhưng mà mình thấy là bạn là cái người rất là chung thủy trong chuyện tình yêu thôi, chỉ có điều là cái vấn đề nó đến từ cái người mà sẽ đến với bạn ấy, họ luôn có họ có một cái suy nghĩ theo lối mòn như vậy, cho nên là họ cảm thấy đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Và có thể là bản thân tất cả những người xung quanh mà đến để theo đuổi bạn, khác phái với bạn ấy, hoặc là bị thu hút về mặt giới tính với các bạn ấy, thì mình thấy rằng là họ hoàn toàn nhận ra được cái điều này, và mình thấy rằng là họ đang bị thiếu một cái lòng tin nào đó ở về phía các bạn. Và mình thấy là bản thân các bạn là cái người mà luôn luôn tràn đầy tình yêu thương, cũng như là có thể là giống như là các bạn bộc lộ ra ấy
cái tình cảm của bạn cũng như tất cả mọi thứ của bạn bộc lộ ra khiến cho người khác rất là bị thu hút về cái mặt tình cảm, về cái mặt cảm tình ấy mọi người. Đó, có rất là có cảm tình với bạn, rất nhiều người có cảm tình với bạn nha. Có những người không nhất thiết là phải có tình cảm yêu đương với bạn đâu, nhưng mà họ có những cái cảm tình rất là hay với các bạn, rất là thú vị với các bạn. Có thể bạn cũng hay cho họ những cái lời khuyên rồi giúp đỡ này kia các thứ đó, kiểu kiểu như thế đấy. Và cũng có thể các bạn đây cũng là cái người hướng về gia đình rất là nhiều, cho nên đây cũng là một cái điểm cộng của các bạn trong mắt của những cái người xung quanh. Mình thấy rằng là có thể ngay thời điểm hiện tại các bạn cũng đang rơi vào một cái trạng thái lựa chọn ở đây, trong cái triangle ở đây ấy, một cái tam giác tình yêu ở đây ấy, là mình thấy là bạn đang có một cái lựa chọn nào đó, đang đứng trước những cái sự lựa chọn, những sự lựa chọn nha, tức là có thể từ hai đổ lên. Các bạn đang không biết lựa chọn ai trong số những cái người này ở đây nha. Và mình thấy rằng là bạn cũng sẽ nhanh chóng đưa ra được cái quyết định cho bản thân của mình thôi. Cái người ấy mà bạn lựa chọn ấy sẽ là cái người lo lắng cho bạn nhất, sẽ là cái người mà bạn cảm thấy là mát với họ nhất, cảm thấy phù hợp với bạn nhất đó, thì bạn sẽ đưa ra quyết định để chọn được cái người đó. Nhưng mình thấy cái quyết định này của bạn ấy sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần tới, tức là trong within the next few weeks bạn mới có thể đưa ra được cái quyết định. Còn bây giờ các bạn cũng sẽ chưa đưa ra được cái quyết định đâu nha. Và mình thấy là cái người mà đến với bạn á, cái người mà bạn sẽ chọn á, sẽ là cái người mà tin tưởng ở bạn là cái thứ nhất này, hiểu bạn là cái thứ hai này, cái thứ ba nữa là bạn cảm thấy phù hợp này, cái thứ tư nữa là cái người này á, họ chăm sóc cho bạn từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, kể cả những cái thứ mà nhìn có vẻ là không nghiêm trọng cho lắm, thế nhưng mà họ cũng chú ý đến bạn, họ cũng chăm sóc cho bạn, kiểu như vậy. Và mình thấy rằng là bản thân bạn cũng chăm sóc cho họ tương tự như thế. Cho nên là mình thấy là thời điểm hiện tại có thể các bạn đang ở trong một cái sự lựa chọn nào đó ở đây. Túm váy lại đối với cái tụ bài này là mọi người sợ hãi và yêu thích điều gì ở bạn. Họ yêu thích bởi cái nguồn năng lượng của bạn phát ra là một cái nguồn năng lượng của tình yêu. Và bởi vì bạn thu hút được rất là nhiều người đến với bạn, nhiều người thích bạn ở cái điểm đó. Tức là bạn rất là phù hợp làm một cái con người của gia đình. Cho nên là rất là nhiều người họ muốn cam kết á, họ sẽ tìm đến phía của các bạn. Nhưng đấy cũng là điều mà một số người họ sợ, bởi vì là họ sợ nhiều người tìm đến bạn ấy thì sẽ có nhiều cám dỗ đến với bạn hơn, và không biết bạn có vững lòng được khi mà có nhiều người tìm đến bạn như vậy hay không. Đó, kiểu kiểu như thế. Tức là đây sẽ vừa là cái ưu điểm của bạn, nhưng cũng sẽ là vừa là cái thách thức của bạn. Thứ nhất là có nhiều người tìm đến như vậy á, nó cũng phiền chứ. Mà nếu như bạn trước là một người rất là trung thủy, bạn sẽ cảm thấy rất là phiền, bạn không có muốn cái điều đó nó xảy ra, kiểu như thế. Còn nếu như mà bạn không vững lòng ấy, thì đây có thể sẽ trở thành những cái cám dỗ trong cái cuộc sống của các bạn đây nha. Nhưng mà mình thấy dẫu sao đây là một cái điều rất là tốt. Và khi mà mình lật bài lên, mình nhìn thấy ba là số 6 là mình đã thấy đẳng cấp ở đây rồi. Cho nên là bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy là từ bé các bạn cũng sẽ được những cái người khác phái, hoặc là những cái người mà xung quanh á, họ ưu ái hơn các bạn một chút. Đó, bởi vì họ cảm nhận được một cái nét đặc biệt nào đó từ phía của các bạn. Ở đây các bạn có ba lá số 6, rồi lá bài này cũng 10 năm ở đây. 1 cộng 5 cũng bằng 6 ở đây nha. Rồi, ok, thì đó là số 1 ạ. Chúng ta đến với số 2. Mọi người đến với tụ bài số 2, đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là mọi người yêu thích hoặc là sợ hãi điều gì ở bạn, thì mình thấy cái này nó cũng vừa là sợ hãi vừa cũng vừa là yêu thích đấy. Đó, ok. Đối với cái tụ bài này ấy, đầu tiên ấy, thì mình thấy rằng là có thể là bạn có một cái cách tiếp cận cuộc sống ấy, nó khá là kiểu giống như là cái cách mà bạn biểu hiện ra bên ngoài ấy, nó có thể là có một cái chút gì đấy nó khá là trẻ trung, có thể là hơi trẻ con một xíu. Trẻ con nên là có thể là về vẻ ngoài, cái cách mà bạn ăn mặc chẳng hạn, hoặc là trông bạn trẻ hơn tuổi nha. Cái thứ ba đó là kiểu cái cách biểu hiện nói chuyện của bạn, cái thái độ nói chuyện của bạn ấy, có thể là nó rất là hồn nhiên, nó rất là vui vẻ, nó rất là vui tươi, nhưng đằng sau những cái sự mà trẻ con đó, bên trong bạn ấy là một cái sức mạnh nội lực phi thường đó. Cho nên là nhiều người sẽ bị cái vẻ bề ngoài của bạn đánh lừa nha, nhưng bạn không cố tình làm điều này. Mình nói thật luôn là bạn không cố tình làm điều này. Có thể giống như là ông trời cho bạn, vũ trụ cho bạn một cái giọng nói rất là nhỏ nhẹ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho bạn một cái ngoại hình rất là trông rất là nhỏ nhỏ, trông rất là người nhỏ nhắn, rồi là khuôn mặt nhỏ nhắn này kia các thứ. Hoặc là bạn rất là, so với đâu những người đồng trang lứa thì bạn trẻ hơn họ rất là nhiều. Thì cái điều này á, không phải là bạn cố tình làm điều như thế. Bởi vì giọng nói của bạn là bạn sinh ra giọng nó đã như vậy rồi, đâu phải là bạn muốn nó là như vậy đâu. Đó, thì mình thấy rằng là bạn không cố tình đánh lừa mọi người bằng vẻ bề ngoài của mình và bằng cái thái độ của mình. Đó, cái thái độ đấy của bạn là một phần con người của bạn.
Đó, cho nên là nếu như mà một ai đấy và những cái người nào đấy họ không hiểu, họ sẽ cho rằng là bạn đang tỏ ra là như thế. Đó, bạn đang giả tạo hoặc là đang tỏ ra như thế, và cái điều đấy khiến họ sợ hãi là cái thứ nhất này. Đó, cái thứ hai nữa đấy, mình thấy rằng là cái điều mà khiến họ sợ hãi đó ấy, lý do ấy, là bởi vì họ không đánh giá đúng cái con người của bạn thôi. Bởi vì sao? Cái vẻ bề ngoài ấy, nó chỉ là một phần của con người bạn, còn cái bên trong bạn, cái nội lực của bạn, cái con người của bạn, cái sức mạnh của bạn ấy, thì bạn thì nó nằm ở bên trong bạn. Muốn biết được bạn như thế nào thì phải khám phá bạn thì mới biết được, đúng không? Nhưng họ chưa khám phá, họ đã phán xét như vậy, họ đã sợ hãi như vậy, thì đúng là kiểu giống như là vẻ bề ngoài rồi, đúng không? Thì mình thấy rằng là bạn không cố ý làm điều này, đây là điều mà được vũ trụ ban cho đấy, trong một cái hình hài, trong một cái hình ảnh, trong một cái cách bạn biểu hiện thái độ của bạn ra bên ngoài, nó trẻ trung đấy, nó rất là trẻ trung như vậy. Thế nhưng mà bên trong của bạn thì sao? Thì mình thấy rằng là thứ nhất ấy, bạn là một cái người nội lực vô cùng. Có những thời điểm mình thấy bạn rơi vào trạng thái rất là bế tắc luôn ấy. Có thể ngay thời điểm này luôn ấy, các bạn đang ở trong một cái trạng thái rất là bế tắc. Và mình thấy là cuộc đời của bạn nhiều lần như này rồi, nhiều lần bế tắc như này rồi. Và mình nghĩ ai cũng thế thôi, cũng sẽ có những bế tắc như các bạn. Thì mình thấy rằng là có thể là đang bế tắc, đang tiến không được, lùi không xong, nó tiến thoái lưỡng nan đó. Và mình thấy là bạn cũng rất là buồn bã vì điều đó. Thế nhưng mình thấy bạn không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài đâu. Phải tinh ý lắm, phải để ý lắm mới biết là các bạn đang có một cái cảm xúc như thế nào nha. Thì mình thấy rằng là nhiều lần như thế này rồi trong cuộc sống các bạn rồi, nhưng mỗi một lần bạn như thế này xong ạ, sau đó là mình thấy là bạn lại có một cái bước lột xác mới trong cái con người của bạn. Bạn thay đổi rất là nhiều cái bên trong của bạn. Mà cái hình hài nhỏ bé của bạn ở bên ngoài này, cái hình hài trẻ trung của bạn, cái giọng nói trẻ trung, cái thái độ trẻ trung của các bạn ấy, nó lại che lấp hết tất cả những cái trải nghiệm của bạn, cái sự thông thái của bạn, cái sự lột xác, cái sự đau đớn của bạn đến từ bên trong. Tức là các bạn có thể hiểu là các bạn có một cái món quà đi, bên bề ngoài thì nhìn nó rất là đẹp đẽ đi, nhưng mở ra đến từ bên trong ấy, thì nó bên trong cái hộp quà đấy nó chất chứa những cái kỷ niệm, hoặc cũng chất chứa những cái nỗi đau mà các bạn đã trải qua. Cho nên nhiều người họ nhìn bề ngoài họ sẽ không hiểu bạn đã trải qua được tất cả những cái điều gì đâu. Họ chỉ là cái người đánh giá được cái vẻ bề ngoài của bạn thôi, chứ họ không đánh giá được cái quá trình bên trong của các bạn. Đó, và mình thấy rằng là bản thân bạn là cái người rất là độc lập trong cuộc sống luôn nha, trong tài chính tiền bạc, trong cuộc sống của các bạn luôn. Đó, bạn cũng là cái người mà lấy lại được cái sự, nói chung là mình thấy cái sức mạnh nội lực của bạn rất là lớn, rất là tuyệt luôn ý. Tuy nhiên thì bạn thường không được đánh giá đúng cái sức mạnh đó. Cho nên mình thấy là bạn giờ á, bạn phải học cách để mà bạn bộc lộ được cả hai cái điều đó ra, tức là cả bên trong của mình và cả bên ngoài của mình ra, để có thể là nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bạn trong cái quá trình mà bạn bạn sống, bạn làm việc thôi nha. Bởi vì đôi khi bạn đi làm việc ấy, người ta nhìn thấy bạn trẻ quá, người ta nghĩ bạn không có kinh nghiệm, trong khi bạn đã trải qua bao nhiêu là thứ ở trong cái cuộc sống rồi đó. Và không phải là nhìn một ai đấy mà trẻ trung quá hay là vui vẻ quá là người ta không có nỗi buồn đâu, hay là người ta không có đau đớn đâu, mà là bởi vì người ta cảm thấy bộc lộ cái điều đấy ra ấy, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, nên là họ chọn giấu đi thôi các bạn ạ. Đó, thì mình thấy là bạn chính là kiểu người như thế. Mình thấy là bạn ạ, thời điểm tiếp theo ấy, các bạn sẽ thoát ra được khỏi cái sự bế tắc ở cái thời điểm hiện tại, cũng giống như những lần khác thôi, bằng cái sức mạnh của bạn, bằng sự mạnh mẽ của bạn. Và mình thấy rằng là bạn sẽ trở lại comeback to center, tức là bạn trở về cái vị trí trung tâm ấy, tức là bạn sẽ được đặt vào đúng cái vị trí để bạn có thể được bộc lộ và phát huy cái khả năng thực sự của các bạn. Với cái lá bài victory ở đây nữa thì mình thấy rằng là bạn sẽ có được cái chiến thắng cho bản thân của mình. Nói chung là tụ bài này hơi thiệt thòi một chút, bởi vì cái định kiến của con người á, của xã hội này á, luôn là phải nhìn nó như thế này thì mới là đáng tin cậy này kia các thứ. Còn đâu trông như thế này thì nó không phải là như vậy, không phải là như thế kia. Ừ, cứ bảo là trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng nó mới ngon, chưa chắc nha. Bây giờ lợn cho ăn tăng trọng á, chưa chắc đã ngon bằng những cái con lợn mà nhìn bề ngoài người ta nuôi bộ đâu nha. Đó, cho nên là thế giới đã thay đổi rồi. Mình hy vọng là mọi người cũng sẽ thay đổi về cái cách nhìn đối với các bạn tụ bài số 2 này, chứ khổ thân các bạn ấy quá. Bởi vì nha, mình thấy là các bạn này rất là mạnh mẽ luôn. Các bạn thấy magical power không? Các bạn ấy là một phượng hoàng nửa đấy, chẳng qua là họ đang bị ở trong cái vẻ ngoài gọi là trông thì có vẻ là trẻ con thôi. Đó, trông trẻ thôi, trông ít kinh nghiệm thôi. Đó, nhưng mà họ đã trải qua những thứ mà có thể thậm chí còn hơn những cái người mà đã đánh giá họ đấy nha. Đó, cho nên mình bảo là khổ thân các bạn.
Thì quay trở lại cái vấn đề ở đây á, thì mình thấy rằng là bạn hãy xuôi dòng đi, cứ để mọi thứ được diễn ra là cách tự nhiên đi. Ok, tạm thời thời điểm này nó đang bế tắc một chút ý, nhưng mà mình thấy rằng là các bạn nhìn thấy cái lá bài The Hangman này mà cái đầu của người đàn ông này này, họ đang sáng lên không? Đó, thì mình thấy rằng là đôi khi bạn hãy thay đổi cái góc nhìn của mình. Ồ, ta nhìn thẳng này không được thì ta nhìn xuôi như này đi. Đó, ta nhìn xuôi như thế này sẽ, à, ta nhìn ngược như thế này đi. Biết đâu ta sẽ tìm được cái cách giải quyết bằng cái việc là chúng ta nhìn ngược lại vấn đề, nhìn từ nhiều hướng khác nhau. Đầu sáng thế này là Eureka đây này. Đó, thì mình thấy là cứ từ từ thoải mái đi. Mình thấy là đây này, bạn buồn lắm nhưng mà bạn co mình lại, bạn ôm mặt. Cái người này cũng thế, co lại ôm mặt, chứ họ không có bung xòe ra để nói với người này người kia là mình khổ lắm hay là mình như thế nào đấy lắm. Họ luôn tập trung vào việc là bạn ấy, chính bạn ấy là luôn tập trung vào việc giải quyết vấn đề, đứng trên đôi chân của mình, độc lập và không gây ảnh hưởng đến người khác. Nhà, tuyệt vời luôn. Ok, đó là số 2, tất nhiên với số 3. À, đến với tụ bài số 3, tụi này cũng buồn cười cơ. Rồi, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Vì đây là trẻ bé chung nên không thể đúng với tất cả mọi người được. Với câu hỏi đấy chính là mọi người yêu thích hoặc sợ hãi điều gì ở bạn. Mình thấy là mọi người sợ hãi nha, chứ mọi người không yêu thích cái điều này đâu. Rồi ok, sợ hãi thì cái điều gì? Thứ nhất là bạn hay cọc. Tính bạn rất là cọc, tức là đại loại là cục ấy, như ở ngoài này là mình hay nói là cục tính ấy, tức là ví dụ như trêu người khác thì được, mà người khác mà bắt đầu hơi trêu mình trong lúc mà mình đang hơi cáu cáu bực bực thì bắt đầu là mình choảng lại luôn ấy, kiểu kiểu như thế đấy. Đó, thì mình thấy là bạn có thể tính hơi cục, hơi cọc và hơi nóng tính nữa. Đó, thì nói chung là mọi người rất là sợ cái điều đó. Tức là nếu như nhá, ví dụ như bạn đang vui đi mà người ta rủ bạn đi chơi, ok đi chơi luôn, vui lắm, vui hơn cả cái người bình thường ấy, kiểu như thế. Thế nhưng mà nếu như mà bạn đang cáu, đang bực, đang làm cái gì đấy bận mà ai đấy động đến bạn là ê đi chơi đi hay này cái các thứ á, có ví dụ như bình thường thì người ta sẽ chỉ nói là ơ thôi mày đi đi, tao không đi đâu, người ta đang bận, ví dụ thế. Nó lại rủ bạn tiếp, nhưng mà bắt đầu bạn sẽ quát lại nó luôn, kiểu như thế. Là đại loại là tính hơi nóng tính, hơi cọc tính, kiểu như thế. Đặc biệt là những lúc mà các bạn đang có việc thì các bạn, đây cũng là một biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn đấy nha. Đó, thì mình thấy rằng là đặc biệt là những lúc mà bạn đang có việc hoặc đang có một cái vấn đề nào đấy á, thì bạn chỉ muốn là đừng ai động đến tao hết. Nhưng nếu như mà họ không hề biết được cái điều này từ bạn ấy, mà họ trêu đùa này cái các thứ ấy, là bạn choáng nó ngay nha. Cho nên mọi người rất là sợ cái điều đó. Thì mình thấy ở đây cái câu chuyện là thời điểm hiện tại các bạn đang cọc đây này nha. Thứ nhất là mình thấy là thật ra mặc dù bạn cọc tính như thế thôi ấy, nhưng mà cũng có rất là nhiều người bạn muốn chơi với bạn, thích chơi với bạn và biết tính thế rồi. Cho nên là lúc mà nó thấy bạn bắt đầu bốc khói này nó chạy mất, nó không ở lại với bạn nữa, kiểu như thế. Khi nào nó thấy bạn ổn ổn rồi nó bắt đầu nó rủ bạn đi chơi, kiểu như thế. Thì mình thấy là bạn cũng có những cái người bạn rất là tốt ở bên cạnh các bạn. Và mình thấy là thời điểm hiện tại ấy, mình thấy bạn đang gặp một vài cái rắc rối nào đó ở trong cái cuộc sống, cho nên là bạn cũng cọc tính hơn bình thường, bạn cũng nóng tính hơn bình thường. Đôi khi với những cái sự vật sự việc nó rất là nhẹ thôi, nhưng mà các bạn có thể là cũng đang phản ứng lại một cách hơi bị mạnh quá. Lý do là bởi vì bạn đang cảm thấy khó chịu ở bên trong bản thân của mình, kiểu như thế đó. Thì mình thấy ở đây có 10 kiếm bước đầu môn có 4 xu ở đây. Thì một trường hợp thứ nhất có thể là các bạn đang khó khăn về mặt tiền bạc tài chính. Thứ hai là mình thấy bạn đang bị cái vấn đề nào đó trong cái việc là bạn không chia sẻ được với mọi người. Bởi vì là bạn quen cái việc là bởi vì khi bạn cáu là bạn tập trung bạn giải quyết vấn đề đi, bạn không hay quen nó chia sẻ cái điều này với điều này điều khác với những người xung quanh, nên một số người họ sẽ hiểu lầm bạn á, rằng là bây giờ mày khó khăn thì mày phải nói ra, mày không nói ra tao đâu biết là mày khó khăn đâu để mà tao né mày đâu, tao đâu biết là mày cáu mày bực đâu để mà tao né ra đâu. Đó, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là bạn có thể gặp vấn đề liên quan đến công việc tài chính tiền bạc này. Thứ hai là liên quan đến việc chia sẻ của bạn này. Thứ ba là mình thấy bạn có những cái bất ổn trong cái tâm lý của bạn. Có thể có những bạn ở đây là đang cảm thấy rất là tuyệt vọng vì một điều gì đó, rồi cảm thấy mọi thứ nó rất là mù mờ với mình. Đại loại là tình huống hiện tại không phải là một tình huống tốt cho các bạn, cho nên là bạn cũng sẽ nóng tính hơn bình thường, bạn cũng sẽ dễ cáu hơn bình thường. Bình thường đã dễ cáu rồi, bình thường đã cọc tính rồi, bây giờ là còn cọc tính hơn x2, x3, x4, x5, kiểu như thế. Thế nhưng mà mình thấy rằng là đây có lá Jutnak này rồi, hay là Play này, thì giống như là bạn đang được vũ trụ đẩy á, và cái việc đấy chính là ôi thôi, hít thở đi, thoải mái đi. Đôi khi là cũng phải tận hưởng cuộc sống, phải tận hưởng những cái điều vui vẻ khác đang diễn ra. Đấy cũng chính là cái cách mà giúp bạn giải bớt được những cái stress, những cái mệt mỏi của thời điểm hiện tại. Rồi bây giờ tiếp nha, nếu như mà bạn đang khó khăn về mặt tiền bạc tài chính, cứ yên tâm. Có thể là trong vòng vài tháng tới, within the next few months á, Abundant Blossoming, Abundant, hai lá Abundant này, tức là cái sự đầy đủ ấy, về mặt vật chất ấy, tinh thần ấy, nó cũng sẽ đến với bạn thôi. Tức là bạn sẽ không ở trong cái trường hợp này mãi đâu. Tức là khi chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó, thay vì chúng ta bi quan, chúng ta
stress quá nặng hay kia các thứ, thì chúng ta bình tĩnh lại đi, thì chúng ta nhìn nhận và giải quyết vấn đề đi. Và nếu như chúng ta không tự nhìn nhận giải quyết vấn đề được thì chúng ta có thể nhờ đến và hỏi đến sự giúp đỡ của những cái người bạn xung quanh bạn. Thì mình thấy rằng là những người bạn xung quanh bạn ấy, họ cũng xứng đáng được đối xử một cách gọi là nhẹ nhàng hơn một tí. Thì mình thấy là nếu như mà bạn hạn chế bớt được cái điều này ấy, thì những người bạn của bạn ấy, mỗi khi mà bạn cọc tính lên ấy, họ cũng bớt đi cái sự tổn thương và họ cũng muốn hỗ trợ hay là giúp đỡ bạn hơn nha. Đó, thì mình thấy là bạn rất dễ bực mình. Giai đoạn này ai động vào bạn là xác định rồi. Thôi đừng cáu với mình nha, mình chỉ nói như thế này thôi. Đừng cáu nha. Thì mình thấy là thật ra thì bạn cũng, mình biết là khi mà bạn khó chịu một điều gì đó ấy, thì bạn sẽ chỉ nghĩ về cái điều khó chịu đấy thôi, và bạn chỉ mong muốn là giải tỏa được cái cảm xúc đấy thôi, chứ thực ra bạn đôi khi bạn cũng không có ý gì với những người xung quanh cả. Nhưng mà không có quá nhiều người hiểu được cái điều đó đâu. Có những cái người mà thực sự cực kỳ thân thiết hay như gia đình của bạn biết tính bạn rồi, thì họ nghĩ là à, nó cọc xong, nó quát tháo lên như thế xong rồi nó thôi. Thế nhưng cũng có những cái người mong manh hơn, dễ vỡ hơn, mà không hiểu tính của bạn ấy, thì có thể là họ rất là dễ bị tổn thương bởi những cái điều này từ phía của các bạn. Đó, thì như mình nói rằng là những người xung quanh bạn, bạn bè của các bạn ấy cũng xứng đáng được nhẹ nhàng hơn. Cho nên là thôi, nhẹ bớt đi nha. Cáu với bản thân của mình nhiều rồi, cáu với những người khác nhiều rồi thì nhẹ nhàng hơn đi. Bởi vì đôi khi chúng ta cáu với người khác cũng là bởi vì chúng ta đang cáu với chính bản thân của chúng ta đấy. Chúng ta đang không hài lòng một cái gì đấy với chính bản thân chúng ta. Đây là người khác chỉ là một cái thớt mà bị chém thôi. Vì bạn giận cá cho nên bạn chém thớt thôi. Bạn giận chính mình nên bạn chém người khác thôi ha. Thì mình thấy là cứ yên tâm đi, tiền bạc tài chính của bạn đây này, ở abundant này này, mọi thứ đây này, nó sẽ thay đổi. Thì mình thấy là cái này nên khắc phục ha. Cái này nên khắc phục được tí nào hay tí đấy thôi nha. Thì nó sẽ tốt hơn trong cái cuộc sống của các bạn cũng như là trong những mối quan hệ của các bạn rất là nhiều. Tức là đôi khi bạn nhẹ nhàng hơn một tí đi á, thì cái tình huống của các bạn, bản thân các bạn, bạn cũng đỡ mệt hơn. Mình lấy ví dụ đi, các bạn đang gặp khó khăn về công việc hoặc là đang phải làm một cái công việc nào đấy đi, thì ai đấy nhờ bạn là ê đứng lên lấy hộ tao cốc nước, hoặc là nhờ một cái gì đấy mà nó hơi tức là họ đang cần đến bạn để giải quyết một vấn đề nào đấy quan trọng đi, không phải là cốc nước đâu, mà là giải quyết một vấn đề gì đấy quan trọng đi. Nhưng mà bạn quặc lại người ta, bạn quát là không này kia các thứ, hay là cáu hay là như nào đấy, thì họ vừa cảm thấy tổn thương á, họ vừa không nhờ được bạn ấy, thì họ lại vừa cảm thấy tổn thương vì cái lời đó của các bạn nữa. Bạn có thể nhẹ nhàng là ôi tao đang bận quá, tí nữa tao giúp mày nha, hay là gì gì đấy, hoặc là cái này thì tao không biết làm đâu, thôi mày tự làm nha, hay là gì gì đó. Nó nhẹ nhàng hơn đi một tí thì người ta cũng sẽ bớt đi cái sự tổn thương ấy, kiểu như thế. Đôi khi thay đổi một chút cái lời nói ấy, thì cũng có thể là sẽ giúp cho những cái chuyện của bạn nó được giải quyết. Ví dụ như bạn nói nhẹ nhàng với người ta ấy, và người ta thấy bắt đầu là ô bạn đang gặp khó khăn ở cái này à, ok để cái này mình giúp, thế là họ giúp được bạn chẳng hạn nha. Ok, tiếp đi. Nói chung là nên thoải mái, nên thoải mái hơn, nên biết chơi đùa hơn, bớt nghiêm túc đi một tí. Nghiêm túc là tốt nhưng mà bớt đi nghiêm túc được một tí, bớt cọc đi một tí nữa thì ok nha. Có mọi người sợ bạn lắm, chạy hết đây này, không còn ai đâu nha. Đó là tụi bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhá, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.